Xin chào tất cả các bạn nhé, chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì các bạn cùng tôi gặp lại những chiếc công lông ô tô máy xúc cân cầu các bạn nhé. Chiếc xe Ford đang ở trong tư thế sẵn sàng để chuẩn bị chở máy xúc đến công trình. Chiếc xe Ford này nó được hoàn toàn tự chế tại khu vực mình các bạn nhé. Điều vô cùng đặc biệt đó là nó có quả ben thể lực dâng lên rất cao. Đây mời các bạn cùng chiêm những chiếc xe Ford. Và các bạn nhìn con này có quả cầu nó là khủng khiếp luôn nhá. Con này có quả cầu to, siêu to khổng lồ, cầu 10 tấn luôn các bạn. Quả xe Ford vô cùng là đẹp. Ở trên bãi hiện nay đang có 3 chiếc máy xúc các bạn nhé. Con Kobenco 130 này là con to nhất, còn kia chắc là BC78. Chiếc máy xúc này sẽ đến công trình các bạn nhé. Anh em ơi, đi tận đâu ấy? Huyện. Cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Rồi là pha lên Ford vô cùng là đẹp mắt. Cảm ơn các bạn nhé. Rất mong các bạn hãy ủng hộ mình nhiều hơn bằng cách ấn nút đăng ký kênh, like, chia sẻ những video mình nhé. Buổi sáng thì đường rất đông.